Ok, hello anh em. Quay lại kênh của Thành Biker nha. Thì hôm nay có một chiếc xe của một bạn khách đổ lại nè. Thì nó có cái màu tem khác đặc biệt rồi mình có quay cho anh em xem. Thì xe này là bảo dưỡng nha. Bảo dưỡng nó chuẩn bị chạy về quê ăn Tết. Thì ăn Tết thì cuối tháng này bạn này về ăn Tết rồi thì bỏ xe tụi mình làm. Thì kiểm tra hết tất cả cái dàn, kiểm tra lại cục máy này, rồi hồng ga, hồng xăng, TBS và các cái cảm biến thì mình sẽ kiểm tra lại. Thì ấn tượng trên cái xe này á có cái bô. Mình thích cái bô titan này, cái bô cái hồng ga hồng bô titan này, nhưng mà ra nhiêu cũ này 32 ra 51 mà ra cái bô của Red Leo Sonic nha, nó cực kỳ hay luôn. Xíu nữa mình sẽ đờ nó mấy anh em nghe. Thì những cái chỗ này nè, những cái chỗ này là nhựa đen này, nhưng mà chủ xe dán hết nhựa bóng luôn, nhìn nó cái xe nó sáng lên rất là đẹp. Thì xe này là Winner chứ không phải là GTR mà dán tem của GTR. Còn bên này thì sao? Bên đây thì có cái phuộc, mình không biết cái phuộc này phuộc xịn hay phuộc gì nữa, mình không rành, tại đồ chơi mình không rành lắm. Còn cái mâm thì sơn lại nhìn rất là màu mè. rất là hợp với dàn áo. Xe khá là dơ nha. Xíu nữa mình làm xong mình sẽ đi rửa một lần luôn cho nó sạch đẹp, đẹp trai của mình hai luôn. Cobo thì khá là thoáng, mình có chạy thử rồi thì cái xe này thì ga đầu rất là lực nha. Nhưng mà ga cuối mình chưa có test qua, mình chưa có thử được cái ga cuối nó mạnh cỡ nào nha anh em. Thì chủ xe bỏ lại làm hết những gì là chủ xe nói là làm, thì chủ xe nói là làm lại cái đồng tiền, canxi đồng tiền, rồi kiểm tra lại xanh cam. Mình nghĩ xe này xanh cam không có kêu, cùng lấy mà canh đồng tiền rồi thay cái tăng cam mới rất leo, chạy cho nó ok hơn, nó không bị kêu nữa đó. Rồi hồng ga thì bữa mình kiểm tra rồi thì nó chót cái TBS với cái gan ti không ổn định đó, thì đó mình kiểm tra lại luôn một lần nữa cho nó ổn định luôn. Hôm bữa trước trước dịch đó thì đồ nó thiếu thốn á, cái bạn này có mang qua làm nhưng mà mình không có đủ đồ đó, nên mình hẹn là hết dịch qua rồi ha. Thì còn bên này thì thay lại dây con mới, thì lâu ngày dây con nó xét á, này nó mòn, nó còn khúc à, nó ngắn ngủn à, thì thay lại cọng mới cho nó dài ra tới đây là được này. Rồi làm lại nồi, rồi làm lại nồi xong rồi mình sẽ kiểm tra xem cái phốt bơm nước này nó có bị xì không, mà chủ xe nói là bị xì nên mình kiểm tra lại thử đó. Thì cái bô cái bô titan này rất là đẹp nha, 32 ra 51 đi bô Red Leo Sonic Red Leo. Rồi xong mà thấy yếu ớt dưới trời, mất hết mấy giày, mất hết mấy cái lò xo rồi. Rồi giờ sẽ nổ máy thử nha, nghe thử. Đó, cái này giống như gan ti nó bị yếu nè, bấm một phát là nó nổ, nhưng mà gan ti nó bị yếu á, nó có hơn 1000 vòng à. Thì cỡ này đi cái máy mình nó rất là dễ bị chết máy nha, chứ cái nó kéo cái nồi không nổi á, thì cảm thấy nó cứ giật cái xe nó không đều, nó không đều em khó chịu em. Rồi tiếng bô này, anh em nghe tiếng bô ha, bô này nó đùng, nói chung là bô này đi rất là phấn khích, đi nếu mà đi tour là rất là phấn khích luôn á, phải nói là chạy đã luôn nha. Đó, mình cực kỳ thích cái bô này. Mình trước mình cũng thử cái bô Levensi rồi, nhưng mà Levensi thấy cũng ngon, Levensi phay nha. Rồi bô này nghe hay lắm anh em, nếu mà thích cái bô nổ thì mình có thử lên bô Red Leo Sonic này nha. Rồi bên mình qua bên xem bên cái máy bên này nè, thì mình nghe tiếng nó xào nha anh em, mình nghe tiếng máy nó xào xanh cam với đồng tiền đó. Khi mà nóng máy lên nữa nó sẽ kêu dữ nữa nha, khi mà càng nóng máy thì nó sẽ càng kêu dữ hơn nữa. Nói thì mình mới nói là canh lại đồng tiền đó, rồi thay cái tăng cam mới đó, chỉ vậy thôi. Thì xe này cũng còn khá là mới, chủ xe khá là cưng xe nên là đi khá là kỹ, nên là không có gì để làm cả nha. Rồi mình sẽ thay một bình nhớt mới, nhớt âm bài thì đảm bảo nó chạy đi tour đồ là ngon lành cành đào ha. Rồi để thôi nha, có gì mình làm xong rồi xíu nữa mình sẽ test drive chiếc này cho anh em xem nha.
nay bị đi Đà Lạt về bị sốt anh em ơi, nên hơi mệt tí, cái giọng nó hơi tào lao nên anh em thông cảm ha, anh em coi đỡ. Cái xin bôi không. Trải nghiệm thì mình thấy thôi mình ra đây mình quanh lại cho an toàn nha anh em. Nói chung thì mình thấy cái xe rất là lanh luôn anh em, đảo lắm. Nói chung là Winner vẫn có một cái cảm giác khác nha anh em. Chạy Winner nó cũng có một cảm giác rất là khác, mình rất là khác so với Sonic. Thì nói chung là Winner Sonic thì cái máy của nó khá là tương đồng nhau á. Thì lúc đó cái xe mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, đi rất là sướng.
chứ anh em đi trên là sao đi phố rất là mệt đúng không? Máy lớn thì anh em nó có cái máy, cái lực máy lớn thì nó lao đi đó, thì cảm giác cái xe rất là nhẹ, nhưng mà xe mình lực máy nó chưa hoài lên, nói chung là lực máy không lớn đó, thì cảm giác này sao ta, nói chung là nó không có thích hợp lắm á đó. Đó thì anh em nên chơi cỡ như là bố hãng được rồi nha anh em, bố gì anh em bố là sao được rồi đó. Thì tổng quan lại mình thấy cái xe này khá là ngon, bảo dưỡng bảo hành những cái phần đơn giản, cái máy móc êm rồi chạy nó mượt, làm cái nồi mới lại ok là được rồi ha. Anh công an chạy nó bắt mẹ đuổi vô đây úp sọt rồi nữa chết mẹ luôn, anh tốn nữa hết rồi đó. Rồi thì nói chung thì mình test sơ sơ vậy thôi anh em, mình test sơ sơ vậy thôi. Mình sẽ vừa ra xe cho khách nha, thấy khá là thích nên mình mượn xe chạy vài vòng thử, thẳng quay clip chia sẻ với anh em luôn. Xe này đúng như bỏ một ngày đó với mình làm á, làm hết luôn, làm nồi này, canh đồng tiền này, rồi thay sinh cam này, làm lại cái phốt nước này nó bị xì nhớt này đó, thì hết một buổi á. Rồi bây giờ mình sẽ xe cho anh đi về nha. Cái bộ này hay ghê anh em, thích cái bộ này quá. Để bữa nào chắc bữa nào mình đi móc cái bộ mình cho nó nổ, cho nó mầm cho vui, hoặc là mình gắn cái bộ Lewin C mình vô, có một cái Lewin C thằng phát super phát vô gắn vô chiếc Sonic mình thử nha. Bữa nào mình sẽ thử mình gắn vô mình quậy bữa, chạy vòng rồi chơi, mình sẽ quay clip cho anh em vui. Thì qua đoạn này mình sẽ nói chuyện với anh em biết. Xe không kính luôn, phải thật. Nãy giờ không để ý luôn. Vậy mà hôm nay em chạy từ Sài Gòn về Phú Yên đó anh em. Xe này của một bạn Phú Yên. Từ Sài Gòn chạy Phú Yên mà không kính luôn, dữ thật. Tìm mình nha, mình ở khu Thủ Đức á, anh em gần Thủ Đức thì ghé mình ủng hộ mình cho nhớ, hay là làm xe thì mình rất là cảm ơn những anh em luôn. Rồi, ha. Bye bye anh em.